Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đam mê và thích mai vàng. Lời đầu tiên em xin được kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn thật nhiều sức khỏe, may mắn, bình an và hạnh phúc. Thì ngày hôm nay em cũng làm cái clip để chia sẻ đến với anh chị mình về vấn đề đó là sử dụng Ridomin ha, sử dụng Ridomin để tưới cho bồ rễ, tưới cho cây mai trong cái giai đoạn đầu năm để ngăn ngừa những cái nấm bệnh cũng như là tiếng trùng ảnh hưởng đến bồ rễ của cây mai ha. Đó thì trước khi vô vấn đề chính ngày hôm nay, em xin được trả lời một số câu hỏi mà cũng có rất nhiều anh chị hỏi em. Đó là cây mai sau khi chúng ta chơi Tết, chúng ta bấm xả tàn thì để trong mát hay ở ngoài nắng ha. Thì cái clip video trước em cũng đã có chia sẻ với anh chị mình, tức là những cây mai sau khi chúng ta chơi Tết, nếu như chúng ta cây mai của chúng ta mà trưng ở trong nhà ha, chúng ta trưng Tết ở chơi Tết nhưng mà chúng ta trưng cây mai đó ở trong nhà nó không có ánh nắng, thì sau khi chúng ta chơi xong chúng ta đưa ra ngoài thì chúng ta để cái nơi có bóng râm, tức là nó ánh nắng nó nhẹ, bóng cây hay cái gì đó có ánh nắng nhẹ ba đến năm ngày, đồng thời chúng ta lặt bỏ những cái trái hay những cái cùi bông để cho cây nó không mất sức, rồi chúng ta mới tiến hành xả tàn. Thì sau khi xả tàn, anh chị mình có thể để ở trong bóng râm hoặc anh chị mình để trực tiếp ngoài nắng. Nếu như cây mai của anh chị mình là cây mai rin ha, cây mai rin thì anh chị mình không cần phải để trong bóng râm, để trực tiếp ngoài nắng để cho cây nó phát triển. Còn nếu mà những cây mai của anh chị mình là mai ghép thì cái sức sống nó không mạnh bằng cây mai rin, sức sống nó yếu, anh chị mình có thể để trong bóng râm để cho nó ra chồi lá ha. Thì đó là nó đối với anh chị mình mới tập chơi, chứ còn đối với ở vườn em, đối với ở vườn của em thì tất cả những cây mai sau khi chơi Tết, kể cả ở trong nhà hay là ở ngoài trời, thì em đưa ra ngoài vườn rồi thì tất cả nó nằm ở ngoài nắng. Chứ bây giờ ở vườn em số lượng cây nó nhiều thì lấy cái gì mà em che mát cho được, lấy cái gì mà có bóng râm đó anh chị mình thấy ha. Đây là những cây mai mà em đã cho người ta thuê trong cái dịp Tết đây đó. Bây giờ hết Tết rồi lấy về bỏ giữa vườn giữa trời nắng, em bấm xả tàn rồi em cũng để giữa trời đây, chứ lấy cái gì mà để che cho nó râm, anh chị mình thấy ha. Đó, tất cả những cây mai của em sau khi chơi Tết em bấm xả tàn thì nó phải đều nằm ở ngoài giữa vườn nắng đây, có ảnh hưởng gì đâu. Đó, rồi thậm chí anh chị mình thấy ha, đây là những cái cây mai mà em bứng về nha. Em bứng về cái hôm 24 Tết. Đó, em bứng về hôm 24 Tết cho tới nay đây, để giữa trời nè anh chị mình thấy không? Đó. Số lượng mấy trăm cây em bứng về để em sau Tết em lên chậu để cho năm tới. Đó, em bứng về em để trọc lóc vậy, giữa trời nắng. Ở này em đang tiến hành bấm xả tàn để lên chậu đây anh chị mình thấy ha. Để giữa trời đây, đang còn bầu đất đây, chưa có vô chậu nữa, cũng để giữa trời nắng đây, có chết đâu. Cái này là cho anh chị mình thấy ha. Rồi, cũng có một và rồi có anh chị hỏi em á, là sau khi xả tàn, mình tưới kích rễ, thì em tưới kích rễ N3M và Atonic pha chung với nhau có được không? Thì cái này em cũng xin thưa là được nha anh chị. Đó. Mình có thể
anh chị mình pha N3M và humic để anh chị mình tưới kích rễ cho cây. Còn Atonic anh chị mình pha chung với thuốc sâu và bọ trĩ để mình phun lên cái bộ tàn để kích thích những cái chồi mới này nó ra phát triển, những cái chồi mới phát triển ha, mình kích thích cho những cái chồi mới nó phát triển nhanh hơn đó. Thì đó là về cái cách chăm sóc của em, của vườn em chia sẻ như vậy. Còn anh chị mình thấy hợp lý thì mình áp dụng, hoặc là anh chị mình có thể xem những cái kênh khác đó, những anh em khác người ta chia sẻ đó, hay hơn, hợp lý hơn thì anh chị mình áp dụng, chứ không nhất thiết là phải theo làm theo như em đó. Chứ cũng tránh cái tình trạng như bữa vừa rồi em mới làm, đầu năm em mới làm một cái clip để chia sẻ đến với anh chị mình, thì cũng có một anh đó, ảnh có cái nick tên là Hiếu Cao đó, thì ảnh cũng có để một cái bình luận là ảnh nói là hết chuyện rồi, nghe lời cái thằng ngu ha. Thì em cũng xin thưa với cô chú anh chị mình là em cũng không biết cái anh Hiếu Cao đó ảnh lớn tuổi hay là lớn tuổi chưa, hay là ảnh còn nhỏ thì em không biết ha. Nhưng mà với một cái câu nói của ảnh như vậy á, thì em nghĩ cái nhân cách của ảnh cũng chả ra gì đâu, cho nên em cũng không có chấp đó. Em tôn trọng, em vẫn kêu bằng anh ha, mặc dù em không biết lớn hay nhỏ nhưng em vẫn kêu bằng anh à. Thì em nghĩ cái nhân cách và cái phẩm chất của con người anh đó cũng chả ra gì hết, cho nên em cũng không có chấp. Đối với em những con người như vậy thì em không có chấp. Còn em chia sẻ đến với anh chị mình đó là tất cả những cái gì mà em áp dụng cho cái vườn mai của em thì em mới chia sẻ à. Đó thì cũng có một số anh chị hỏi em là sử dụng cốc 85 ha, sau khi bấm xả tàn sử dụng cốc 85 để quét lên cái thân cây ha, pha đậm đặc quét lên thân cây có được không đó. Thì anh chị mình thấy nếu mà thấy ai chia sẻ mà quét cốc 85 thì anh chị mình nếu mà nó hiệu quả thì anh chị mình có thể quét ha. Còn ở vườn em là em không có sử dụng như vậy nha, em không có làm như vậy thì em không có chia sẻ. Còn được hay không thì em không biết, bởi vì em không có áp dụng cho nên em không có chia sẻ với anh chị mình được. Thì anh nếu như anh chị mình muốn phun thuốc nấm giai đoạn đầu, là sử dụng thuốc nấm giai đoạn đầu năm cho cây, thì anh chị mình có thể pha nước theo cái liều lượng ở trong cái bao bì và anh chị mình phun lên thân cây ha, phun lên thân cây thì được. Chứ còn anh chị mình pha cái liều đậm đặc như vậy á, anh chị mình quét lên cái thân cây thì em nghĩ nó sẽ ảnh hưởng một phần đó. Tại vì trước đây á, cách đây vài năm em có sử dụng cốc 85, em pha cái liều đậm đặc ha, để em quét lên thân cây thì nó làm cho khô da cây, làm cho khô da cây và cây mai nó phát triển rất là yếu. Thì cái đó là theo như em đã áp dụng cách đây mấy năm, em thấy như vậy em nói thôi. Còn không biết anh chị mình áp dụng thì nó hiệu quả như thế nào ha. Chứ không phải là em nói anh chị mình là sử dụng không được nha. Còn hôm nay thì em tranh thủ, tại do công việc em cũng quá nhiều. Bây giờ đầu năm vô công việc em quá nhiều, anh chị mình thấy ha, cây cối em đưa về mà em chưa có vô chậu được, bây giờ xả tàn đó. Xả tàn hôm giờ nhưng mà cũng chưa đâu mới được hơn 200 cây đó. Mới xả được hơn 200 cây thôi, cho nên số lượng còn quá nhiều. Em cũng tranh thủ làm từ sáng tới chiều tối rồi, bây giờ tối rồi, em tranh thủ một thời gian để em làm clip chia sẻ với anh chị mình. Đó là ngày hôm nay em chia sẻ là mình sử dụng cái Ridomin ha, Ridomin Gold để mình pha và tưới cho cây mai đó, để ngăn ngừa, phòng ngừa những cái nấm bệnh cũng như tuyến trùng rễ hại cho bộ rễ, ảnh hưởng đến bộ rễ của cây mai ha. Thì về cái liều lượng, tức là cái gói này nó 100 gram
Cái gói Ridomin này là 100g, thì anh chị mình pha cho 40 đến 50 lít nước ha. 40 đến 50 lít nước. Đó. Thì ở đây á, đây em đã pha sẵn một ít đây rồi, em pha để em tưới đây rồi. Thì anh chị mình thấy ha. Em đã sử dụng pha một xô đây để em tưới rồi. Đó. Em pha sẵn. Anh chị mình có thể pha chung với Ridomin Gold, anh chị mình có thể pha chung với kích rễ N3M ha. N3M. Để mình tưới cho cây mai. Thì cái Ridomin Gold này á, anh chị mình chỉ sử dụng một hoặc hai lần thôi nha, chứ không có sử dụng nhiều ha. Chúng ta sử dụng tưới cho cây mai một hoặc hai lần thôi. Đó. Đây, em đã pha sẵn đây rồi. Thì bây giờ em sẽ múc em tưới cho cây mai. Anh chị mình xem ha. Thì cái liệu mình tưới thì làm sao cứ tưới đều ở trên, tưới đều cho cây, tưới đều trên chậu để cho nó thấm xuống, để nó tiêu diệt những cái tiếng trùng cũng như nấm bệnh, phòng ngừa trong cái giai đoạn đầu năm này cho cây. Anh chị mình thấy ha, mình tưới cho đều tùy theo cái chậu cây của anh chị mình tưới ha. Tưới làm sao cho nó thấm đều hết xuống giá thể là được. À, còn tưới nhiều quá thì nó chảy ra ngoài lãng phí thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì. Em xem ha. Chúng ta tưới 2k 3k gì đó cho cây. Tưới cho nó thấm đều xuống. Đó. Anh chị mình có thể kết hợp với kích rễ N3M để chúng ta tưới, hoặc là chúng ta tưới riêng một mình nó thôi. Thì đây do những cây này của em hôm trước em đã tưới kích rễ rồi, còn hôm nay em mới mua Ridomin. Hôm nay em mới mua về thì em pha em tưới, thì em cũng quay clip lại để chia sẻ với anh chị mình. Đó. Đó, còn ở vườn em á, thì em kích rễ là bằng N3M và Humic ha. Còn Atonic thì em sử dụng, em phun lên cái bộ tàn của cây ha. Atonic thì em sử dụng, em pha phun trên thân cành của cây. Atonic em kết hợp chung với thuốc sâu và bọ trĩ để phun ở trên cái thân cành của nó, để kích thích cho những cái chồi mới nó nhanh phát triển ha. Đó là về cái cách chăm sóc của em. Đó thì trời cũng tối rồi, clip hôm nay thì em cũng chỉ chia sẻ một cái vấn đề như vậy thôi, với lại trả lời một vài câu hỏi với anh chị mình. Thì em thời gian nó cũng dài rồi, em xin phép được dừng video tại đây. Trước khi kết thúc, em cũng xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi cũng như tin tưởng những gì em chia sẻ. Nếu cô chú anh chị và các bạn thấy em chia sẻ hay, hữu ích trong vấn đề chăm sóc cây mai, xin hãy cho em một lượt like để em có động lực ra thêm nhiều video khác. Và anh chị nào mình chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.